bà
hợp nhập lưu công tạo sao bất thiện cộng nghiệp. Do vậy kinh tăng chung là châu báo thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, bần thánh tu đà quần vô khổ tâm và lỗi bằng thân lời hay ý cũng không hề che giấu, được xưng danh hiền thánh. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Thế Tôn thiết giảng đến niết bàn tịnh lạc và thù thắng, lời in chung hữu tình ví như mưa đầu hạ, khiến ngàn cây đâm chồi. Vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, ban vô pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, tiên thiết pháp vô thượng. Do vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhân quá khứ đã đoạn, đồng tương lai không gieo, với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau. Bởi tam muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tắt, bậc ký chân niết bàn. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã ân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ. Đức Phật bậc Như Lai được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã ân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ. Chánh pháp đạo Như Chân được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chi đảnh lễ. Tăng chúng bậc Như Đức được chư tiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đà thủ. Diệu mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bần thánh tu đà quần chứng kỳ ly thanh đê, được đứng Gô Ta Ma theo tiên giảng tường tận. Các ngài dù phóng vật thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp tư tam. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Nhờ chứng đạt chánh tri, đoạn trừ ba kiết sự thân kiến và hoài nghi, luôn cả giới căm thủ, thoát khỏi bốn đò sư, bậc nhập lưu không tạo sao bất thiện cộng nghiệp. Do vậy chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Bần thánh tu đà quần vô khổ tâm và lỗi, bần thân lời hay ý cũng không hề che giấu, được xưng danh hiền thánh. Do thì chính tăng chung là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Thế Tôn thiết giảng pháp đưa đến niết bàn tịnh lạc và thù thắng, lời in chung hữu tình ví như mưa đầu hạ, khiến ngàn cây đâm chồi. Vậy chính Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Đức Phật bậc vô thượng, liễu thông pháp vô thượng, ban vô pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng,
Đức Phật là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung, nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, với tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau, bởi tam muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tăng, bập cái chân niết bàn, do vậy chính tăng chúng là châu báu thù diệu, mong với chân ngôn này, tu hành muôn hành. Cung chung thiên nhân các cõi, dù thiên thiên địa tiên đã âm tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ Đức Phật bậc Như Lai, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, phóng bới chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung. Chung thiên nhân các cõi, dù thiên thiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ chánh pháp đạo Như Chân, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh qua chúng thiên nhân các cõi, dù tiên tiên địa tiên đã vân tập nơi đây, hãy chi đảnh lễ tăng chúng bậc Như Đức, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh cung. Đà thủ. Nam mô Bụt Thầy. Kính thưa đại chúng, tôi rất xin chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ sáu, 1 tháng 5 năm 2020. Chúng ta đang tiếp tục chương trình tu học đặc biệt gương của Phật Bồ Tát Đạt Ma nhân mùa đại dịch. Và thưa quý vị, có lẽ ít bao giờ ở tại Hoa Kỳ mà có nhiều cái thông tin tương phản trái ngược với nhau về một vấn đề chung như hiện nay. Chính phủ liên bang, chính phủ tiểu bang và từng thành phố có nhiều cái thông tin trái chiều với nhau. Có lúc người ta dường như liên bang quyết định rồi, sao nó giao lại tiểu bang, rồi tiểu bang lại giao lại thành phố, và có khi là chen vào chuyện của thành phố.
Riêng đối với người Phật tử thì đại lễ Phật đản hôm nay là một buổi lễ Phật đản không giống bất cứ lễ Phật đản nào trước kia. Ở mỗi địa phương chúng ta cần nghe thật kỹ về những luật lệ hiện hành liên quan đến chuyện cho phép tụ họp. Những gì mà chúng tôi biết được ở Houston không nhất thiết là nên áp dụng cho các thành phố khác ở các tiểu bang khác. Đây là một trường hợp rất là rối rắm. Nhiều gia đình, cha mẹ ở một nơi, con ở một nơi. Cha mẹ thì không biết tiếng Anh, hỏi con cái thì con cái phải hỏi riêng, chứ không thể theo dõi được tin tức, không thể sử dụng tin tức của con cái để thông báo cho cha mẹ biết. Đó là ở trong những cái phiền toái của thời kỳ đại dịch, khi mà chúng ta bị bao trùm lấy bởi rất là nhiều những thông tin nó luôn luôn di biệt từ địa phương này sang địa phương khác. Thứ vì việc học giáo pháp đôi khi cũng như vậy. Một ở trong những vấn đề mà người ta học Phật pháp đó, là một người Phật tử đến với một vị thầy được nghe câu chuyện như vậy, đến một nơi khác lại nghe câu chuyện khác, nói về niết bàn, nói về sanh tử, thì ở mỗi vị có cái nhìn khác nhau. Ngay cả chuyện tu thiền tứ niệm xứ của vậy, nhiều khi hai vị thiền sư có hai cách dạy khác nhau. Nên chúng ta cần đặc biệt lưu tâm ở điểm này là mình phải có một thái độ. Thái độ thế nào đó để nhận ra giáo pháp chân thực, và giáo pháp đó chúng ta có thể học, có thể nương được. Thì thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đọc một cái phần mà Ngài Chúng Cha Ngài nói về giáo pháp. Phần này có nhiều câu. Ngày hôm qua thưa quý vị, chúng ta đã được nghe từ câu số 17 và cho đến câu số 23. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói từ câu số 24 cho đến câu số 29. Tuy nhiên chúng ta sẽ nghe lại toàn bộ phần về giáo pháp này ở trong giây lát nữa. Nhưng mà trước khi đi vào nội dung của pháp thoại hôm nay, xin kính thỉnh người gọi Minh Hạnh hướng dẫn đại chúng lễ bái tam bảo, và chúng ta sẽ trở lại nội dung của pháp thoại. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Cái chừng chúng ta biết bên chi công đức và chư quý Phật tử, có lẽ là chúng ta thường bận tâm rất là nhiều là mình có thể tìm thấy cái gì tốt nhất của đời sống. Ví dụ như là khi mình đi học trung đại học, lựa một môn học tốt nhất để kiếm được nhiều tiền nhất. Đi ra đời, mình tìm một người bạn đời, mình tìm một người ưng ý nhất, mua chiếc xe cũng xe tốt nhất. Đối với những điều mà chúng ta truy cầu và gọi là tốt nhất ở trong cuộc sống, đôi khi chúng ta lại không có đặt ra câu hỏi là cái gì tốt đã thành rồi, nhưng mà cái trình độ và cái khả năng nhận thức của chúng ta đối với cái gì tốt, cái gì xấu thì như thế nào. Thì thưa quý vị, nên cả một món đồ tốt mà có khả năng để thẩm định, có khả năng để chứng, đó là một chuyện hoàn toàn. Kho tàng giáo pháp mà Đức Phật để lại cho chúng ta cũng tương tự như vậy. Nói đây có rất nhiều điều lợi lạc cho đời sống của mình, nhưng mà thưa quý vị, không phải lúc nào chúng ta cũng cảm nhận được. Ngay cả cuộc sống bình thường của quý Phật tử ở nhà, đôi khi mình sống với bọn ông cha và mẹ là những bậc nghiêm từ, rất là khả kính, nhưng mà chưa chắc con cái đã cảm nhận được. Và rồi chúng ta cũng nhận ra một điều, là trong kho tàng kinh điển của Đức Phật có những bài kinh mà một thời nào đó mình đọc chỉ thoáng qua, đọc cho có đọc, nhưng mà rồi năm dài tháng rộng mình nhìn lại bài kinh này, có bao giờ chúng ta hỏi rằng tại sao trước kia mình không tìm ra được điều như vậy? Thành ra cái đối tượng nhận thức là một lẽ, và cái cách chúng ta nhận thức, cái trình độ chúng ta nhận thức rất là một lẽ. Và Ngài Sinh Xa, Ngài luôn luôn nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta phải có một cách nhận thức tốt để chúng ta có thể cảm nhận được giá trị của chánh pháp, và đặc biệt có thể học Phật pháp từ thiên nhiên, từ đại tự nhiên, từ những gì mà chúng ta nghĩ rằng ít khi mình nghĩ tới. Thí dụ như hơi thở, thí dụ như là những hiện tượng ở thân và tâm của mình. Bây giờ thì chúng tôi xin nhờ một Phật tử nào Hoan Hỷ đọc lại cho những câu nói của Ngài Trên Cha được sưu tập ở trong phần giáo pháp. Hôm nay thì chúng tôi sẽ nói về từ câu 24 cho đến câu 29. Tuy vậy, chúng tôi muốn quý vị có một cái nhìn tương đối là trọn vẹn. Do vậy xin quý vị đọc là từ câu 17 cho đến câu 29 đọc trọn phần. Và sau đó chúng ta sẽ đi vào pháp thoại ngày hôm nay. Không biết hôm nay vị nào sẽ đọc giúp dục? Dạ xin mời Quỳnh. Nam mô Bích Thai giá. Dạ. Con thành đảng diện trong đầu tràng. Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn quan nguyệt quyền ngọc và trận đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con thành kính lãnh lễ chư tôn đức. Dạ, con tri ân sư tuệ tri. Dạ, con xin được đọc giống như lời của thượng tọa nói là sẽ đọc từ câu 17. Quán chiếu tích từ chẳng ai có, chẳng có ai cả, của Nô A Chinh Cha do Tỳ Khu Cánh Hỷ chuyển dịch. Giáo pháp 17. Giáo pháp là gì? Chẳng có gì.
không là pháp. 18. Giáo pháp dạy cho ta những gì? Giáo pháp dạy cho ta cách sống. Giáo pháp dùng nhiều cách để dạy ta. Qua đá, qua cây, qua những gì đang nằm trước mắt ta. Thế nên hãy giữ tâm thanh tịnh, tĩnh lặng để học cách nhìn, cách quan sát. Bạn sẽ thấy toàn thể giáo pháp tự hiển bày tại đây. Và ngay bây giờ bạn còn phải tìm kiếm nơi đâu và đợi lúc nào. 19. Trước hết hãy dùng sự suy tư để tìm giáo pháp. Khi đã bắt đầu hiểu giáo pháp, hãy bắt tay vào việc thực hành. Khi thực hành, bạn sẽ dần dần thấy giáo pháp. Và một khi thấy giáo pháp thì bạn với giáo pháp là một và bạn vui của chư Phật. 20. Hãy tìm giáo pháp ngay trong tâm bạn để thấy rõ cái gì đúng, cái gì sai, cái gì quân bình và cái gì không quân bình. 21. Chỉ có một điều thật sự kỳ diệu, đó là sự kỳ diệu của giáo pháp. Những sự kỳ diệu khác chẳng qua chỉ là một thuật tráo bài khiến chúng ta xa lìa thực tại, xa lìa những tương quan trong đời sống con người, trong sinh tử và giải thoát. 22. Hãy biến mọi việc làm của bạn thành giáo pháp. Nếu cảm thấy không tốt đẹp thì hãy nhìn vào bên trong mình. Nếu đã biết sai lầm mà vẫn cứ làm thì đó là phiền não. 23. Khó tìm thấy người biết lắng nghe giáo pháp, khó tìm thấy người nhớ và thực hành giáo pháp, khó tìm thấy người nắm được giáo pháp và thấy giáo pháp. 24. Nếu có chánh niệm, chúng ta sẽ thấy tất cả đều là giáo pháp. Nhìn những con thú trốn chạy khỏi nguy hiểm, ta sẽ thấy rằng chúng cũng như ta. Chúng trốn chạy khỏi đau khổ và tìm đến nơi hạnh phúc. Thú cũng sợ hãi, cũng sợ như ta. Có khi có cái nhìn đúng theo chân lý, ta sẽ thấy loài thú và loài người chẳng có gì khác nhau. Chúng ta là những kẻ đồng hành trong sinh già, đau, chết. 25. Thực hành giáo hoàn tất ở nơi chẳng có gì cả. Nơi buông bỏ, nơi gánh nặng đã được buông xuống, chẳng lệ thuộc vào hai không gian, đó là nơi chấm dứt. 26. Giáo pháp không ở nơi xa tích mù khơi, trên bầu trời hay nơi những vị thần tiên trú ngụ. Giáo pháp nằm ngay ở đây. Giáo pháp liên quan đến chúng ta, đến những gì chúng ta đang làm trong hiện tại này. Đức Phật muốn chúng ta tiếp xúc với giáo pháp, nhưng chúng ta chỉ tiếp xúc với ngôn từ, sách vở và kinh điển, vân vân. Đó là tiếp xúc với cái bóng của giáo pháp, chứ không phải tiếp xúc với chân giáo pháp đã được Đức Phật giảng dạy. Nếu chỉ làm như thế thì sao có thể gọi là thực hành tốt đẹp và đúng đắn? Người ta đi lạc sao? Người ta đi lạc quá xa rồi. 27. Hãy quan sát chính mình. Đôi lúc an vui, hạnh phúc, đôi lúc buồn nản, khổ đau, đôi lúc thoải mái, dễ chịu, đôi lúc ệ oải, bần thần, vân vân. Tất cả đều là giáo pháp. Bạn đã thấy giáo pháp chưa? Muốn hiểu giáo pháp này, bạn phải nhìn, phải đọc kinh nghiệm của chính mình. Khi lắng nghe giáo pháp, bạn phải mở rộng tâm hồn và an trú ngay giữa trung tâm. Đừng cố gắng tích tụ, lưu giữ vào ký ức những gì mình đã nghe. Hãy để cho giáo pháp trôi chảy trong tâm bạn tự hiển bày. Hãy để cho giáo pháp trôi chảy trong từng phút giây hiện tại. Những gì sẵn sàng để được lưu giữ sẽ được lưu giữ một cách tự nhiên, chẳng cần bạn nhúng tay vào. 29. Khi diễn bài giáo pháp, bạn đừng thúc ép mình. Giáo pháp sẽ trôi chảy một cách tự nhiên, thích ứng với hoàn cảnh và phù hợp với những gì đang diễn ra trong hiện tại. Mỗi người có trình độ và khả năng thu nhận khác nhau. Khi bạn ở vào đúng tầm mức thì giáo pháp sẽ tuôn tràn. Đức Phật hiểu rõ căn cơ của từng người. Ngài dùng phương pháp tự nhiên để giảng dạy.
Không phải Ngài có năng lực siêu nhiên đặc biệt để giảng dạy, nhưng trước nhu cầu tâm linh của những người đến gặp Ngài, và Ngài đã dạy đạo đúng theo nhu cầu tâm linh của họ. Và bản chánh văn đến đây đã chấm dứt. Con xin thay mặt đại chúng đông rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng Từ Bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy, dạ con kính nhân Minh Đến Sư. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Kính bạch chư tôn đức và chư Phật tử. Có lẽ là ít có thời đại nào mà chúng ta phải đối diện với những vấn đề cấp thiết như trong thời kỳ đại dịch. Hằng ngày thưa quý vị, một người đi làm, mình cứ tưởng là cái chuyện mình đi làm kiếm tiền nó là một nhu cầu mà ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Nhưng rồi có số người may mắn là đi ra nhiều tiền mà chi tiêu thì ít. Và từ sự may mắn này, quý vị, người ta thấy rằng cái chuyện đi làm nó không phải là nhu cầu cần thiết, không phải là nhu cầu cần thiết thì mọi việc khác đều là chuyện bình thường, không có gì mà chúng ta phải khẩn trương hết. Nhưng khi đại dịch xảy ra, dù muốn dù không thì tất cả mọi người đều cần sự cẩn trọng. Mấy hôm nay chúng tôi ở lại chùa có cái trường hợp mà rất là lấn cấn. Ví dụ như ngày hôm nay là ngày mà tiểu bang tuyên bố là giảm thiểu cái bệnh lệnh phong tỏa. Nhiều Phật tử đến chùa, và khi các vị đến chùa thì các vị có cái cảm giác như là rất là bình thường, đến gặp người này nói chuyện người kia và không mang khẩu trang. Vì những người khác thấy vậy khó chịu, nhưng mà nếu nói ra thì mấy tuần mà không nói thì không phải làm sao. Mà chưa kể có chuyện là có một số vị cứ đi thông dong, làm việc chỗ này, làm việc chỗ kia, đụng chạm chỗ nọ, thì khiến cho một vài vị sư ở trong chùa cảm thấy rằng ở trong chùa không còn là một nơi cách ly bình an giống như là ở trong mấy tuần lễ vừa qua. Mà chúng tôi cũng chưa biết cách nào để giải quyết. Nhưng mà rõ ràng thưa quý vị, chúng ta đang sống ở trong thời kỳ của bệnh dịch. Mà bệnh dịch chưa hết, nhưng mà vì vấn đề kinh tế, vì cái nhu cầu phải đi ra bên ngoài, nên chỉ con người muốn tháo gỡ đi những hạn chế. Có nhiều tiểu bang người ta cũng đi biểu tình. Không phải bị biểu tình không mà còn mang súng theo, vũ trang, giống như là một cách trói lên sự tự do của họ để chống lại những cái sắc lệnh của nhà nước, của chính phủ. Chúng ta phải thành thật mà nhận rằng bệnh dịch đã đặt con người vào một cái thái độ khẩn trương hơn, nghiêm túc hơn ở trong vấn đề làm sao để bảo vệ mình và bảo vệ những người xung quanh mình. Cái thái độ khẩn trương đó, thưa quý vị, đôi khi nó lại là một thái độ rất cần ở trong
việc tu học. Trong rất là nhiều trường hợp, Đức Phật Ngài dạy chư tỳ kheo là cuộc sống nó không phải là sống để cho qua ngày, sống kiểu mà tới đâu hay tới đó. Một số các vị, một số lớn chứ không nhỏ các vị tu sĩ ngày nay xem cửa chùa là cái nơi nương thân để an ổn. Nhưng mà kỳ thật nếu chúng ta đọc lại những gì được ghi trong kinh điển thời Đức Phật còn tại thế, thì Đức Phật Ngài chưa bao giờ xây dựng một cái đời sống tu hành là nơi để nương thân yên ổn hết. Ngày hôm nay thưa quý vị, một người từ bỏ đời sống thế tục vào trong chùa, có sẵn phòng ốc am thất, thậm chí còn có người lo vấn đề ăn uống. Nhưng mà ngày xưa thời Đức Phật còn tại thế đó, thì vị tỳ kheo có thể lâu lâu có am thất, nhưng mà rồi thường là ở dưới gốc cây, ở trong hang đá, mà sống bằng hạnh nguyện, bằng hạnh thất thực. Tự nhiên đời sống nó bắt buộc các vị tu sĩ không có sống theo cái thái độ gọi là giống như bên lão Trang nói là học để sống với chỉ nhà, mà luôn luôn cần phải làm cái gì đó để tìm thấy một ý nghĩa thực sự ở trong cuộc sống của mình. Thì ở đây Ngài Chân Cha Ngài muốn chia sẻ với chúng ta một kinh nghiệm là chúng ta phải đọc ở cuộc sống rất thực, đọc ở thiên nhiên hiển bày trước mắt chúng ta những ý nghĩa về giáo pháp. Và để làm được như vậy thì chúng ta rất là cần có chánh niệm. Những chánh niệm ở đây đó, khi mình dịch thành chánh niệm trong tiếng Việt thì mình nghe nó là cái gì tương đối là xa vời. Thí dụ như là người không tu không có chánh niệm, người có tu thì mới có chánh niệm. Ở trong danh từ Anh ngữ và trong danh từ chúng Thái thì chánh niệm ở đây tức có để tâm, có lưu tâm, có để ý, có nhận quan sát. Và câu nói rằng nếu có chánh niệm chúng ta sẽ thấy tất cả đều là giáo pháp. Tại sao nếu thấy có chánh niệm thấy tất cả đều là giáo pháp? Bởi vì tất cả mọi hiện tượng đều có đặc tính của sanh và diệt. Mình thấy được sanh diệt thấy được giáo pháp. Nếu chúng ta lắng tâm để ý thì mình sẽ thấy rằng cái phản ứng của chúng ta đối với tất cả mọi thứ xung quanh thường là tương đối nông nổi, tương đối là quá đà. Mình vui á thì cũng vui dữ, mà buồn thì buồn da diết. Cái vui vui quá độ, buồn da diết là thái độ bình thường của chúng ta. Có một chút chánh niệm thì mình sẽ nhận ra điều đó. Ở đây thưa quý vị, Ngài Anh Thanh Cha khuyên là chúng ta nên tập quan sát, nhìn những con thú trốn chạy khỏi nguy hiểm, ta sẽ thấy chúng cũng như ta, chúng trốn chạy khỏi khổ đau và tìm đến nơi hạnh phúc. Thú cũng sợ hãi, cũng sợ chết như ta. Có khi cái nhìn đúng theo chân lý thì ta sẽ thấy loài thú loài người chẳng khác gì nhau. Chúng ta là những kẻ đồng hành trong sinh già đau chết. Không biết mình đồng hành ở trên phương diện gì, nhưng mà rõ ràng là sanh ra đời đối diện với những cái khổ nạn của kiếp sống, như là bệnh tật, như sĩ già nua và cái chết, tất cả chúng ta đều giống nhau. Thì như vậy nếu chúng ta chịu khó nhìn và nhìn với chánh niệm thì chúng quý vị mình sẽ thấy giữa bản thân của chúng ta và người khác đơn độc lắm.
Chúng ta ở chùa đó có đôi khi cảm nhận được điều là một vài Phật tử cũng thường đi chùa, nhưng ít bao giờ để thì giờ để học Phật pháp đó, mà thường là bận tâm đến những công việc nó có chắc chắn nó không đáng ở trong chùa. Thí dụ như là chuyện hơn thua, ví dụ như là chuyện của người này chuyện người kia, mà ngay cả họ đi vô rất nhiều đất nhưng mà không có chọn được một cái gì gọi là đáng kể khi mình đi chùa. Thì thưa quý vị, cái tốt, cái xấu, cái phiền não và không phiền não, cái giáo và không giáo pháp, nó luôn luôn đó, nó trộn lẫn với nhau. Quan trọng là mình biết lựa cái gì đó, và mình từ cái lựa chọn đó, đó mình lấy được cái gì tốt đẹp nhất. Chúng tôi nhớ rằng thời chúng tôi ở chùa Siêu Lý Vĩnh Long, lúc đó vừa sau khi biến cố 30/4 Vĩnh Long, thưa quý vị, chúng tôi nhớ rằng có một cô Phật tử từ Sài Gòn, học trò của sư trưởng, đi xuống Vĩnh Long để trai tăng, làm lễ trai tăng. Nhưng mà trong lúc mà cô đi thì cô làm sẵn một nồi đồ kho và một ít thức ăn rất là tội nghiệp, và cô để trong mấy cái thố đựng và cô mang xuống. Đó là một cái tấm lòng rất là lớn, bởi vì cô nghĩ là ở chùa ở miền quê không có đủ những cái gia vị, thì cô phải nấu từ Sài Gòn mang xuống đi với hai người con. Thưa quý vị, lúc đó chúng tôi nhớ là buổi sáng khoảng 9 giờ thì cô đã lên gặp sư trưởng. Mặt của cô rất là phiền não, cô không có vui. Cô nói rằng cô dặn đứa con gái đó là phải mang theo canh với rau, và bây giờ nó chỉ mang nước súp mà nó quên mang rau thôi. Mà bây giờ giờ này đi chợ thì sẽ không kịp. Thì chúng tôi nhớ sư trưởng, sư cười, sư nói tưởng cô Tư nói cái chuyện gì khó chứ, rau thì ở đây nhiều lắm. Thì thưa quý vị, sư trưởng mới kêu chúng tôi với bà hai, bà Sáu Bạch ở trong chùa và vài người nữa dẫn mấy người này ra phía sau vườn để chúng tôi đang làm việc gì đó mà nghe sư trưởng gọi thì chúng tôi đi. Và cái người đi đầu tiên đó là những người Phật tử Sài Gòn, và cái người thứ hai là chúng tôi và bà Sáu đó, bà bận gì đó, bà là người sao chót. Thì chúng tôi nhớ rằng những người Phật tử Sài Gòn họ ra phía sau với cái vườn, cái clip vườn của chùa Siêu Lý, lúc đó nó có làm từng clip dài vậy. Họ đứng lớn lớn và không biết rau ở đâu. Xin đừng nói rau mà không biết rau ở đâu. Và chúng tôi ra thì họ hỏi liền, hỏi rau ở đâu. Thì thưa quý vị, lúc đó chúng tôi mới chợt hiểu ra là mình sống ở miền quê quen là dọc qua sau các cái clip vườn đủ thứ rau hết. Rau dịu, rau trai, cải trời, nhãn lồng, rau lan. Ở dưới nước thì có rau muống, có rau ngộ, nó có nhiều thứ. Và chưa tôi mới chỉ thì mấy người nói rằng làm sao mà có đủ thì chưa ăn. Nhưng mà may mắn là chúng tôi chưa trả lời thì bà Sáu Bạch xuất hiện. Bà là hộ tăng trong chùa, thì bà nói cho bà một chút, vài phút. Và bà chỉ xuống trong một năm phút, bà gom được ba rổ rau, ba rổ rau rất là
ở đây. Thì mỗi người vào lặt rau, và sau đó mọi người ăn cơm trưa xong mới nói sư trưởng là thực ra lần đầu tiên ra vườn chị không biết ở đâu là rau ăn được hết. Nhưng bà Sáu ra rất là nhanh nhẹn, trong phút chốc là bà Sáu đã có thể làm cho ba rổ như vậy. Đó là một kỷ niệm, nhưng mà điều đó tương tự như là lời gã sư cha người nói được. Chỉ cần lưu tâm quan sát thì chúng ta có thể tìm thấy những giá trị của giáo pháp ngay trong hơi thở của mình, ngay trong những cái chuyển biến đời sống hàng ngày, trong cái vui, cái buồn, cái lo âu, cái sợ hãi. Nhưng mà phải có chánh niệm, phải nhìn đúng mức, phải nhìn đúng chỗ. Không nhìn đúng cái thứ gì thì chúng ta cảm thấy bao phân, cảm thấy lo âu, không biết giáo pháp nằm ở đâu. Có nhiều người, thưa quý vị, phải đi từ quốc gia này sang quốc gia khác. Ví dụ như từ Mỹ qua bên Miến Điện, rồi tới Miến Điện chưa đủ, phải đi tìm đúng thiền, từ thiền phải gặp ngài thiền sư, vân vân. Rồi cuối cùng họ nghĩ là họ mới có thể ngồi xuống để nghe một vài điều về giáo pháp. Điều đó không phải là sai, nhưng mà thật ra giáo pháp cũng có thể tìm thấy ở cách khác, chứ không hẳn là hãy nói đến giáo pháp thì chúng ta phải là một hành trình xa xôi như vậy. Với một người có kinh nghiệm tu tập thì hiện tượng sanh diệt, hiện tượng vô thường, những điều mà Đức Phật dạy về thân thọ tâm pháp, pháp, những điều dạy về tính tấn niệm định huệ vân vân, những điều đó có thể tìm thấy ngay trong cuộc sống hàng ngày. Ở trong câu 25 thì ngài nói như vậy: sự thực hành giáo pháp sẽ quảng đất ở những ở nơi chẳng có gì cả, nơi buông bỏ, nơi trống không, nơi gánh nặng được bỏ xuống, chẳng tùy thuộc vào thời gian hay không gian. Đó là điều chấm dứt. Vì điều này cũng là một điều làm cho chúng ta ngạc nhiên. Khi nhỏ, thưa quý vị, chúng tôi có nghe một cái mệnh đề mà rất là quen thuộc khi mà đọc tiểu thuyết của Trung Hoa, tiểu thuyết ngày xưa đó, thì là tầm thầy học đạo hay là tầm sư học đạo. Tầm sư học đạo đó là mình phải lên non, phải đến một nơi nào đó mà tìm một vị thầy trung tiên đắc đạo để mà truyền dạy cái gì mà ưu việt của cuộc đời. Nhưng mà thưa quý vị, thật ra khi ngài Thanh Cha nói rằng sự thực hành giáo pháp sẽ hoàn tất ở những nơi chẳng có gì cả, nơi buông bỏ, nơi trống không, nơi gánh nặng đã được bỏ xuống, chẳng lệ thuộc vào thời gian hay không gian, đó là nơi chấm dứt. Cách đây 4 hôm, có một Phật tử ghé chùa tâm sự với chúng tôi rằng là: sư, bây giờ chùa cũng tương đối rộng phòng ốc rồi, làm sao mà qua mùa đại dịch rồi mình tân trang lại, mình biến ở nơi này thành một cái trung tâm tu học. Mà chúng tôi ngồi lắng nghe cũng dạ, nhưng mà nghe vị nói một hồi thì chúng tôi mới thấy rằng những lời vị này nói đó là đưa đến một cái tiêu chuẩn mà vị này muốn sửa đổi, giống như một cái thiền viện mà vị này đã đến tham dự của người Mỹ, và cái chỗ đó là một trung tâm rất là giàu có của người Mỹ ở San Francisco. Thì thưa quý vị, bởi vì chúng tôi không có thời giờ và không nói chuyện nhiều, nhưng mà điều mà chúng tôi nhớ trong kinh đó, khi Đức Thế Tôn còn tại thế, chúng tôi chưa bao giờ thấy Đức Phật nói rằng: này chư tỳ kheo, đây là những am thất rất là tiện nghi, rất là thoải mái, do những đại thí chủ là vua chúa, các vị trưởng giả sĩ, rồi các con hãy lựa chọn một am thất nào đó rồi vào đó tu tập. Chúng tôi không thấy, hoàn toàn không thấy Đức Phật ngài dạy như vậy. Nhưng mà đây là câu nói mà quý vị đọc ở trong kinh: hỡi chư tỳ kheo, kia là rừng vắng, nọ là cội cây, và đây là ngôi nhà trống, các con hãy tinh tấn tu tập, chớ có để hối hận về sau. Đây
là lời khuyên của ta với tâm bi mẫn dành cho các con. Thì như vậy, cái câu nói của Đức Phật được nói là vang vọng ở trong kinh điển, và ngài Ajahn-cha ngài nói là lặp lại ở tại đây, là sự thực hành giáo pháp sẽ hoàn tất ở những nơi chẳng có gì cả, nơi buông bỏ, nơi trống không, nơi gánh nặng được đặt xuống mà chẳng lệ thuộc vào thời gian hay không gian. Thì thưa quý vị, là với những lời này nhắc, nó cũng tương ứng với cái lời ở trong kinh. Tương ứng chỗ nào? Chúng ta thường đặt ra quá nhiều điều kiện để rồi chúng ta tự làm khó mình ở trong sự tu học. Và chúng ta cứ làm như Đức Phật đã dạy, kia là rừng vắng, nọ là cội cây, và đây là ngôi nhà tống, các con hãy tinh tấn tu tập. Cái sự tu tập đó, nó cũng đòi hỏi nhiều lắm. Một buổi sáng thức dậy, mà nếu chúng ta may mắn ở trong phòng một mình, ở trên giường một mình, thì chúng ta cũng có thể ngồi thiền được, ngồi tụng kinh được. Và trong cuộc sống hàng ngày, cứ quan sát tất cả những gì xảy ra xung quanh, dù đó là bệnh dịch, dù đó là tin tức của chiến tranh, dù đó là những câu chuyện thị phi hàng ngày, mọi thứ đều là giáo pháp hết. Mọi thứ đều cho chúng ta có cơ hội để nhận thức hết. Và ngài còn nói thêm ở câu 26 như vậy: giáo pháp không ở nơi xa tích mù khơi, trên bầu trời hay những vị thần tiên trú ngụ. Giáo pháp nằm ở ngay nơi ở đây. Giáo pháp nằm ngay ở đây. Giáo pháp liên quan đến chúng ta, đến những gì chúng ta đang làm trong hiện tại. Đức Phật muốn chúng ta tiếp xúc với giáo pháp, nhưng chúng ta chỉ tiếp xúc với ngôn từ, với sách vở, với kinh điển. Đó là tiếp xúc với cái bóng của giáo pháp, chứ không phải tiếp xúc với chân giáo pháp đã được Đức Phật giảng dạy. Nếu chỉ làm như thế thì sao có thể gọi là thực hành tốt đẹp và đúng đắn? Người ta đã đi lạc quá xa rồi. Đi lạc quá xa rồi. Câu chuyện cũng giống như là ở trong cổ học Tinh Hoa mà chúng ta nghe một vị vua đang đọc sách EA, một người tự mộc mình đang làm ở dưới sửa chữa cung điện chạy lên hỏi muôn trong hoàng thượng, và tự đọc cái gì vậy? Nó ta đọc những lời dạy của thánh nhân. Hỏi thánh nhân là ai? Thì nói thánh nhân là những bậc hiền triết, những danh sĩ thời xưa bây giờ đã mất rồi. Thì người thợ mộc nói, té ra thì hoàng thượng chỉ đọc cặn bã của thánh nhân thôi. Nhà vua rất giận, rất giận, và nói rằng nếu ngươi không giải thích thông thì có bị chém đầu. Ta đang đọc sách thánh hiền mà nó chỉ là học cặn bã thánh nhân thôi. Thì người thợ mộc này nói rằng, tôi hoàng thượng bất giận, tiện nhân là người là mộc, những gì mà có thể nói có thể truyền lại cho người khác chỉ là cái bình thường thôi, nhưng mà cái khéo léo, cái tinh tế thì cái đó không có truyền được. Cái đó nó phải là do kinh nghiệm bản thân của mình. Mà cái gì mà nó là ngôn ngữ mà truyền cho người khác thì nó giới hạn lắm. Do đó tiện nhân nói rằng cái đạo lý mà thánh hiền đi trước đã cảm nhận đó là cái đạo lý tự trải nghiệm lấy cùng. Cái bây giờ để trong sách vở nó chỉ là cái bóng thôi, nó chỉ là cái cặn bã còn lại, cặn bã thánh hiền. Và nhà vua chợt nhận ra rằng người thợ mộc này rất là thông tuệ. Nhà vua đã cười và thả chết. Thì thưa quý vị, một thi sĩ có, thi sĩ Trường Các Bản có một câu thơ như vậy là: kinh sách đốt không tìm ra xá lợi, chân ngữ xưa vùi dưới lớp tro tàn, ngón tay hồng quên trên còn vỉ dọt, đầy hai bờ chí kiến dựng trơ gác. Nếu kinh sách mà đốt chúng ta không tìm ra xá lợi đã đành rồi. Nhưng mà cuộc sống của chúng ta đó, nếu chúng ta chỉ học giáo pháp đơn thuần bằng sách vở, bằng văn tự mà không tìm lấy ngay ở trong đời sống này, thì chúng ta quên đi một điều rằng cái giáo pháp đó thuần là triết lý, chỉ thuần triết lý mà không mang cho chúng ta một cái nhìn thiết thực là giáo pháp đó có thể đọc lấy trong đời sống như thế nào. Ở đây ngài nói rằng giáo pháp không ở nơi xa tích mù khơi, trên bầu trời hay nơi những thần trú ngụ. Giáo pháp nằm ở đây. Giáo pháp liên quan đến chúng ta, đến gì chúng ta đang làm trong hiện tại này. Đức Phật muốn chúng ta tiếp xúc với giáo pháp
Nhưng chúng ta chỉ tiếp xúc với ngôn từ, sách vở và kinh điển. Đó là tiếp xúc cái bóng của giáo pháp, chứ không phải tiếp xúc với chân giáo pháp đã được Đức Phật giảng dạy. Nếu chỉ làm như thế, sao có thể gọi là thực hành tốt đẹp và đúng đắn? Người ta đi lạc xa, quá xa rồi. Và thưa quý vị, trong một đoạn khác, câu 27, thì Ngài nói như vậy: hãy quan sát chính mình, đôi lúc an vui hạnh phúc, đôi lúc buồn nản khổ đau, đôi lúc thoải mái dễ chịu, đôi lúc quỷ quải bần thần. Tất cả đều là giáo pháp. Bạn đã thấy giáo pháp chưa? Muốn hiểu giáo pháp, bạn phải nhìn, phải đọc kinh nghiệm của chính mình. Thưa quý vị, chúng ta thường từ chối. Chúng ta không thích nhìn vào thân tâm của mình. Cái vui, cái buồn, cái tốt, cái xấu, cái hay, cái dở, lúc này lúc khác của mình. Mà mình chỉ thích đọc cái gì thật trang nghiêm, thật đẹp, như là những dòng chữ rất khéo viết, rất khéo trình bày ở trong kinh điển, ở trong sách vở, ở trong những bài giảng. Nhưng mà kỳ thật, cái giáo pháp chân thật đó có thể đọc được từ trong thân tâm của mình. Về điểm này, chúng tôi nhớ là ở trong ngôn quyển Xin Đủ Quê mà Xé Quyên Sĩ Tình, họ đã nghĩ như thế. Thì thứ vì giờ quý vị quan hỷ chờ chúng tôi một chút nhé. Thưa quý vị, tập sách đó ghi lại những lời, những bài viết của những đệ tử Hài Chân Cha đó. Những người này là những đệ tử người ngoại quốc, không phải là người Thái, khi đến với Hài Chân Cha. Những gì mà chúng ta nghe họ kể là những câu chuyện rất là tầm thường của đời sống. Ví dụ như là buổi chiều mà nó không cho ăn, mà chỉ cho ăn đường. Mà đôi lúc rất là thèm đường vì không đủ đường ăn, vì đói buổi chiều. Nên đã nhờ cha mẹ qua đó gửi cho một ký đường. Ăn hết nửa ký bị đau bụng. Và sau đó đem câu chuyện trình lên cho Ngài. Ngài Thanh Cha, Ngài dùng cái đó là một đề tài của một bài pháp. Nó còn nhiều câu chuyện, nhiều nhiều câu chuyện mà chúng ta được nghe. Nó không phải là cao xa, nó bình thường trong đời sống lắm. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng khi mà mình đọc vào ở trong kinh Tứ Niệm Xứ chẳng hạn, không phải là mình quan sát thân họ tâm pháp, thì mình quan sát cái gì của nó? Nó cao siêu trong mà quan sát hơi thở, quan sát cảm thọ, quan sát nội tâm của mình. Hơi thở thì ra vào, mà đôi khi chúng ta cảm thấy buồn chán với điều đó. Mình nghĩ mình ngồi xuống ngồi thiền thì nó phải có cái gì, nó phải có cái gì chứ không phải nào mà chỉ có đơn thuần là từ giờ này qua giờ khác mà chỉ niệm hơi thở thôi. Nhưng mà chúng ta quên rằng nếu chúng ta có thể bắt đầu từ đó thì chúng ta thay đổi một thói quen rất lớn. Thói quen đầu tiên là trở về với chính mình. Thói quen kế tiếp là sống trong hiện tại. Thói quen tiếp theo là không có nghĩ lung tung. Chỉ ba điều đó thôi, nó đã là ba điều rất lớn đối với những người niệm hơi thở. Nhưng vì thiền sư thì cũng cần phải nói hết điều đó, chỉ dạy chúng ta làm thế nào đó mà mình có khả năng mà quan sát hơi thở chính mình.
Câu 28 Ngài nói rằng khi lắng nghe giáo pháp phải mở rộng tâm hồn và an trú giữa trung tâm, đừng cố gắng tích tụ lưu giữ và ký ức những gì mình đã nghe, hãy để cho giáo pháp trôi chảy trong tâm bạn từ hiển bày, hãy để cho giáo pháp trôi chảy trong từng giây phút hiện tại. Những gì sẵn sàng được lưu trữ sẽ được lưu trữ một cách tự nhiên, chẳng cần bạn nhúng tay vào. Đây nói rất là tương đối rất là khó hiểu. Nếu chúng ta không quen, chúng ta nói sao lạ vậy? Ở trong kinh Đức Phật Ngài dạy rằng mình nghe pháp thì nghe thật kỹ, mình ghi nhớ rồi mới nghiền ngẫm. Mà sao ở đây mà Ngài nói rằng khi mình nghe pháp đó, thì hãy mở rộng tâm hồn và an trú ở giữa trung tâm. Thật ra các câu mà an trú ngay giữa trung tâm đó thì nó không phải là cái ý của Ngài nói tại đây. Tại chúng tôi có đọc cái bản nguyên tắc phẩm này, ý muốn nói rằng nếu mà cách đây 5 phút chúng tôi nói một điều gì đó với quý Phật tử và quý Phật tử cứ mãi mê nghĩ đến điều đó, thì khi mà chúng tôi đã nói sang điều khác á, thì quý vị không có tiếp tục theo dõi được, không có tiếp tục mở lòng ra để lắng nghe được. Tại vì từ khi mà lớp học bắt đầu cho đến bây giờ, chúng tôi đã đi qua nhiều câu khác nhau, từ câu số 23, câu 24, 25, 26. Bây giờ chúng tôi đang nói tới cái câu số 28, mà quý vị còn nhớ hoài cái câu số 24, thì làm sao quý vị theo dõi được câu 25, 26? Thật ra một ở trong những nghệ thuật để mà nghe đó, tập chú vào cái gì đang được nói, mở rộng lòng ra để cho những điều đó nó tuôn chảy tự nhiên. Và khi tuôn chảy tự nhiên, nếu mình có thấm nhuận được thì để tự nhiên, và nếu nó có cái điều gì giá trị thì chúng ta sẽ nhớ. Nhưng mà nếu quý vị nghe pháp mà đang nói 7 điều mà quý vị cứ chọn một điều thứ hai rồi không để điều thứ ba, thứ tư, thứ năm, thì thật ra không phải là cách nghe pháp. Thì cuộc sống về thứ gì, cái quan niệm của chúng ta là hãy cái gì hay mình cố gắng mình chụp lấy điều đó và dùng tư để tự nhiên mình không nhớ những điều khác. Và khi mình không nhớ điều khác á, thì thưa quý vị, đôi khi cái nghe của mình là cái nghe khập khiễng. Có một vị sư đó thuyết pháp rất là thú vị, rất là vui, và chúng tôi nghĩ một số quý vị có nghe, đó là sư Giác Nguyên, từng gọi là sư Tuệ Khanh. Sư có cái đặc biệt là đôi khi sư nói chuyện, sư kể những câu chuyện rất là khôi hài, hay là những câu chuyện vui. Thì tôi có quen với một vài Phật tử, họ rất là thích nghe pháp sư Giác Nguyên. Nhưng mà những lúc mà họ gần chúng tôi thì chúng tôi chỉ nghe họ nhắc lại những câu chuyện gọi là tức cười hay mắc cười, những câu chuyện mà họ cảm thấy họ thú vị, họ cười. Nhưng mà hoàn toàn họ không nhớ những cái pháp khác. Đó là điều rất là đáng tiếc. Chúng ta nghe pháp không phải là chúng ta chỉ nghe những câu chuyện vui, những câu chuyện ước, mà chúng ta phải để tâm tư của mình được trải rộng ra, lắng nghe tất cả mọi thứ. Và do vậy nếu có cái điểm nhấn nào đó nó khiến chúng ta chú ý, thì hãy cho nó để nó đến và nó đi cái tự nhiên. Đây là cái nghề cuộc sống ở trong đời sống rất là khó. Bởi vì thứ gì, chúng ta thường hay kẹt một cái gì đó, kẹt lại một điểm nào đó mà chúng ta không lưu tâm những điểm khác. Người Mỹ họ gọi là chúng ta mất cái phương hướng, hay là mất cái perspective của chúng ta, mất cái tầm nhìn của chúng ta. Cái nhìn của chúng ta không chịu nhìn rộng, chúng ta chỉ tập trung vào một điểm thôi. Giống như mình đi ngang một khu rừng mà mình quá tập trung vào cái cây nào đó, mình quên cả hình ảnh nguyên khu rừng, điều đó là một điều rất là đáng tiếc. Bởi vì lắng nghe là một nghệ thuật lớn. Có một vị tu sĩ định nghĩa là bậc Thinh Văn, bậc Thánh Thinh Văn Đệ Tử Bậc, là bậc biết lắng nghe. Cái gì đó không phải là không có lý do đâu. Lắng nghe là một nghệ thuật. Lắng nghe là có khả năng trải rộng tâm tư của mình, nghe nhiều điểm khác nhau, xuyên suốt khác nhau, chứ không phải là chỉ tập trung vào một điểm và bám vào điểm thôi mình quên đi những điểm khác. Còn mình nhớ thì thưa quý vị, mình đã lắng tâm, đã có thể tập trung được. Và nếu
nó đi vào trong lòng, thì tự nó nhớ, mà nó không đi vào trong lòng thì thôi. Nhưng mà rõ ràng một điều là một người nghe một cái tâm chú thì họ sẽ nhớ được nhiều điều. Ở trong câu 29 đó, khi diễn bài giáo pháp, bạn đừng thúc ép mình. Giáo pháp sẽ trôi chảy một cách tự nhiên, thích ứng với hoàn cảnh và phù hợp với những gì đang diễn ra trong hiện tại. Mỗi người có trình độ và khả năng thu nhận khác nhau. Khi bạn ở vào đúng tầm mức của giáo pháp thì giáo pháp sẽ tuôn tràn. Đức Phật hiểu rõ căn cơ của từng người, Ngài dùng phương pháp tự nhiên để giảng dạy. Không phải Ngài có năng lực siêu nhiên đặc biệt để giảng dạy, nhưng Ngài bén nhạy trước nhu cầu tâm linh của người đã gặp Ngài, và Ngài đã dạy đúng theo nhu cầu tâm linh. Ở đây thì Ngài Trân Trang Ngài nói mang mang theo cái, một cái lời nói của những người còn tại thế. Khi Phật còn tại thế thì họ nói rằng Đức Phật có ma thuật. Thật ra Đức Phật không có ma thuật. Điều mà Đức Phật giảng dạy giáo pháp mà sẽ nhiều người quy ngưỡng Đức Phật là bởi vì Ngài lắng nghe, Ngài nhạy bén trước cái nhu cầu tâm linh của những người đến với Ngài, và Ngài dạy đúng theo nhu cầu tâm linh của họ. Chúng ta ngày nay có cái thói quen là mình nói những cái gì rất là cao siêu, mình nói những cái gì nghe rất là kêu, mình nói nghe cái gì nghe rất là hay ho, nhưng mà chúng ta quên đi, quên đi người nghe là ai. Bởi vì thưa quý vị, ở trong trong nghệ thuật á, như âm nhạc hay là văn học hay nhiều thứ, đôi lúc có những thi sĩ, có những nhạc sĩ, có những ca sĩ đó, họ có những tác phẩm mà họ nghĩ rất là hay, nhưng cái hay của họ không nhất thiết đáp ứng được cái nhu cầu của quần chúng. Và quần chúng mỗi một thời đại đó họ có cái nhu cầu khác nhau, cho nên chúng ta phải biết. Vì vậy khi mà chúng ta nói rằng mình thuyết pháp là để làm gì? Thuyết pháp là mang lại cái lợi lạc cho người nghe. Vì vậy chúng ta cố gắng để đáp ứng nhu cầu. Thì trở lại câu chuyện của chúng ta, thưa quý vị, ở trong tuần lễ này có rất nhiều ngôi chùa đặt trước một cái câu hỏi là nên tổ chức Phật đản năm nay như thế nào. Một số các ngôi chùa thì đã tổ chức lễ Phật đản online, bởi vì đó là cách an toàn nhất, người ta giữ khoảng cách với nhau. Nhưng mà chúng ta chưa bao giờ nghe nói tổ chức lễ Phật đản online hết. Thì chúng tôi sẽ cố gắng để có cái lễ Phật đản online cho quý vị ở trong 10 ngày tới đây. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi không có biết chắc là vì tổ chức lễ Phật đản online đó, nó mang lại cái giá trị như thế nào khi mà chúng ta thường quen tham dự các lễ Phật đản, đến chùa trước bàn Phật trang nghiêm có hương đăng hoa quả. Bây giờ thì mình lại chuẩn bị một cái lễ Phật đản, mà lễ Phật đản đó chỉ ở trên màn hình thôi. Nhưng mà phải nhận rằng đây cũng là một kinh nghiệm mà chúng tôi đã trải qua 20 năm trước đây. Chúng tôi nhớ là vào năm 2000 khi cái Rum Diệu Pháp, tiền thân của Rum Phật Pháp Bích Đa Ma ra đời rồi, thì lúc đó có sự pháp duyên mà lấy cái đích là sự lá bối, thì chúng tôi với một số các vị nữa chưa đăng vào, và lúc đó đặc biệt có thỉnh sư trưởng vào. Và khi sư trưởng được thỉnh thuyết pháp, sư trưởng nói rằng ở trong đời sư trưởng chưa bao giờ mà ngồi nói chuyện với cái máy, sư trưởng cảm thấy nó kỳ kỳ. Mình nói chuyện với cái máy kỳ cục đó. Sư trưởng thuyết pháp của Phật tử dù rằng 2-3 người nhưng mà ngồi nhìn họ rồi nói chuyện trực tiếp với họ, mình dễ chịu hơn người nói chuyện với cái máy. Nhưng mà 20 năm qua rồi, chúng từ năm 2000 đến năm nay đó, thì chúng tôi cảm nhận được rằng
đã có một số chư tăng dần dà cảm thấy thoải mái. Ví dụ như ở trong room này có, hiện tại thì có Sư Tổ Minh Hạnh, có Sư Nguyên Thông, chúng ta nghĩ Sư Tử Trí cũng chẳng quen. Là khi mình vào trong room sinh hoạt như vậy thì mình không có nghĩ là chỉ có chừng này người, chỉ có cái máy thôi, và mình nghĩ rằng cũng có người chỗ này chỗ kia đang ngồi tham dự rất là cũng quen. Dạ, cũng quen. Cũng biết đâu một ngày nào đó, thưa quý vị, chúng ta sẽ có một cái sinh hoạt online. Tại vì chúng tôi đọc một cái bài viết mà chúng tôi có nói tới ngày hôm qua, đó là người ta ước là đại dịch Corona sẽ kéo dài từ 18 cho đến 2 năm, cho 24 tháng, 18 tới 24 tháng. Và ở trong thời gian này đó, có lẽ là mọi cái sinh hoạt, nhất là sinh hoạt tu học, đều bị hạn chế tối đa để tránh sự lây nhiễm. Cuộc sống của chúng ta lâu lắm mới trở lại bình thường. Và không chừng chừng trong thời gian 2 năm này đó, thì chúng ta sẽ dần dà quen thuộc với sinh hoạt online. Và nó cũng có thể rất tốt, để từ từ qua xem sau. Bây giờ thì chúng ta xin được kết thúc phần pháp thoại hôm nay ở tại đây. Ngày mai thì chúng ta sẽ qua một chương khác của quyển sách Bằng Ngàn Trên Trang Nó Chẳng Có Ai Cả. Và bây giờ thì để thỉnh Đức Thầy Trí, Sư Nguyên Thông và Sư Cô Tự Duyên mỗi vị hoan nghỉ đầu một lần kinh Tam Bảo bằng tiếng Phạn, và có vị Phật tử nào phát tâm đọc cho phần tiếng Việt, và chúng tôi trở lại với một vài ý nghĩa của bài kinh Tam Bảo, và cũng như là chúng ta sẽ có một bài thông tin về đại dịch. Và xin kính thỉnh sư Đại Đức Từ Thích. Kính lãnh lễ cho tôn đức, kính chào quý cô trưởng lão, kính chào quý Phật tử. Xin phép đọc bài kinh Đắc Tăng Sutta. Panithanato patha yata tha yata sada paparamiyo dasa paparamiyo dasa paramatha paramiyo bancha maha paricca gete so chariya bacima pavega pavakan ting cha ting apine kamanang batana chariyang bodhi banlan ke ma rawicha yang sapai nyutanya na patiwetam nawalo ko ta thamme tisape bime bodha gune avacito vesaliyati suba karam tade sutiya marateng baritang karanto ajasma anandate do Viyakrunna chitang upatabe toa koti sata sahase Chuchaka wale sude wata yasa nambati ganhan Tiyang chawe saliyam bude Roga manosadu fika samput Vithang payang kipaman taratabe sibare tantang panamahe Yanitha Puta nagata ni pumma ni waja ni wanta le kesa pe waputa sumana pawanto atu pisaka jasunanto pasitang tasma hi puta ni same tase metang kadota manusia pa yadi wacara to jaharanti ye paling tasma hi ne rakata apmata yang kinci witang itawa hurang wasake suwa yang katanang banitang nano samang ati tathagate naidam vibuate datanang banitang ete nasachi nasuwati hotu kayang wiragang amatang banitang yada caga sakyamuni samahito natena thammena samati kinci dambi thamme ratanang panitang etena sacena suvati hotu yambuatha satho pariwanna yesu ching samati manandarikang yamaho samati nate
Na sa mô na quy chất y đam vi tham mê đa ta năng ba ni tăng e thê na sa chê na su hoa thi hô tu. Ye bu ka la a tha sa tăng ba sa tha cha ta di e ta ni yu ga ni hôn ti tê. Đa ki ne ya su ga ta sa sa hoa ka e thê sâu đinh na. Na ni ma ha pha la ni đam vi sang khê đa ta năng ba ni tăng e thê na sa chê na su hoa thi hô tu. Yeso payota manasa danhena nikamino gotama sasanam hite bati bata matang vigai halatha muthani puting punchamana idam visanghe ratanang baritang ete nasache nasuvati hotu yathing dakilo pathawing sito siya chato pigwate pi asambakam viyo Tatho ba mang sa puri sang vada mi yo ariya sa cha. Ya we cha ba sa ti dam vi sang khe ra ta nang ba ni tang e te na sa che na su hoa ti ho tu. Ye ariya sa cha ni vi pha qua yang ti dam phi da bánh nye na su de si ta ni kinh cha vi te hon tu pu sa pa ma ta. Na te pa wang a ta ma ma di yan ti dam di sang khe da ta nang pa ni tang he te na sa che na su hoa ti ho tu. Sa ha hoa sa da sa na sam ba da ya ta ya si tham ma cha hi ta pa wang ti sa ka ya di ti vi chi ki chi tang. Cha si la pa tang hoa pi ya da ti kin chi cha tu ha ba ye hi cha vi pa mu to. Cha cha pi tha na vi a pa po ka tum. Idam bi sang khe da ta nang pa ni tang he te na sa che na su hoa ti ho tu. Kin cha pi so kam mang ka ro ti ba pa kang ka ye na wa cha yu da che ta sa wa pa po. So ta sa pa ti cha da ya pa pa ta di sa pa da sa wo ta. Idam bi sang khe da ta nang pa ni tang. E te na sa che na su hoa ti ho tu văn na pa gâm đề tha phu si ta kê. Im ha na ma se ba tha ma s ming im he ta thu ba mang tham ma hoa răng. A di sa yi ni pa na ga ming ba ra mang hi ta ye đam bi bua the ra ta năng pa ni tăng. E te na sa che na su hoa ti ho tu hoa ro hoa răng nhu hoa ra do hoa ra ha ro. Anuttaro thamma varang adesa yidam vipuathe ratanang panitang etena satyena suvati hotu kinang buranang nawang nati sampavang varata chita yatike pavasming tekina bicha virun hichanda nipanti thira yathayam varipo idam bi sang khe ra ta nang pa ni tang e te na sa chi na su hoa ti ho tu ya ni tha pu ta ni sa ma ga ta ni pum ma nu wa ya ni wan ta le khe ta tha ga tang de va ma no sa bu chi tang vo thang na ma sa ma su hoa ti ho tu ya ni tha pu ta ni sa ma ga ni pum ma ni wa ya ni wan ta le khe ta tha ga tang de va ma no sa bu chi tang tham mang na ma sa ma su hoa ti ho tu ya ni tha pu ta ni sa ma ga ta ni pum ma ni wa ya ni wan ta le khe ta tha ga tang de va ma no sa bu chi tang sang khang na ma sa ma su hoa ti ho tu. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con tuân lệnh sư phụ giáo đẳng. Con sẽ đọc bài kinh Ratna Sutta. Ya ni da phu ta ni samma ga ta ni phum ma ni va ya ni va an ta li khe sa be va phu ta su ma na pha vang tu a tho bi sa ka cha su năng tu pha si tăng. Tasma hi phu ta ni sa me tha sa be me tăng ka ro tha ma nu si ya pa cha ya cha rak tu cha ha rang thi ye ba lin tasma hi ne rak kha tha ap ma ma ta yang ni tăng i va hu rang va sa ge su va yang ra ta nang pa ni tăng na no sa mang a thi ta tha ga te na i dam bi bua the ra ta nang pa ni tăng
ê tê na sát chê na su va thi hô thu kha văn vi ra găng a ma tăng pa ni tăng gia đa cha ga sát gia mu ni sa ma hi tô na tê na thâm mê na sa ma thi kinh chi đàm bi thâm mê ra ca năng pa ni tăng ê tê na sát chê na su va thi hô tu văn bùa đa sê tô pa ri vê na di su chin sa ma di ma nan ta ri căn nhà ma hu sa ma di na tê na sa mô na vi cha ti đàm bi thâm mê ra ca năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu dê pu ga la a tha sa tăng pa sa ta cha ta ri ê ta ni yu ga ni hôn ti tê đa khi nê ya su ga ta sa sa ba ca ê tê su ni na ni ma ha pa la ni i đàm bi sẵn đê ra ca năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu dê su pa yu ta ma na sa đàn hê na ni ca mi no go to ma sa sa nam hi tê pa thi pa ta a ma tăng vi gê hà lạt đa mu đa ni bù tiện phùng cha ma na i đàm bi sẵn khê ra ca năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu giá thiên đa kỳ lô pa tha viên si tô si gia cha tu phi va tê vi a sam ba cam pi yô ta thu pa măng su pa vi răng va đa mi yô a ri cha sắc cha na a vẹt cha pa sa ti i đàm bi sẵn khê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu dê a ri cha sắc cha ni vi pha va văn thị gặm phi ra pa anh nhê na su đê si ta ni kính cha bi tê hôn thị phu sắp ba mạ ta na tê pha văn a thị ma ma ni văn thị i đàm bi sẵn khê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu sa ha va sa đa sa na sam ba đa ya ta ya su tham ma cha hi ta pha văn thì sắc ca và điệt thì biết chi kiến chi tăng cha si la ba tăng ba bi gia đa thì kiến chi cha tu ha pa ye hi cha vi ba mu tô cha cha phi tha na ni áp pha bô ca tum i đàm bi sẵn khê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu kiến cha bi số cầm măng cá rô thì ba ba căn cả dê na va cha dù đã chê ta xả va phá bộ số ta sa ba tiết cha đa và phá ba ta đi ta ba đa sa vua ta y đầm bi sẵn khê ra ta năng ba nị tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu va na ba gùm bê giá tha phu si tạc gê gìm ha na ma sê pa ta ma smin gìn hay ta thu ba măng tham ma va răng a đê sa di ni ba na ga min ba ra măng hi ta ya i đam bi bua thê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu va rô va ra an nhu va ra đô va ra ha rô a nu ta rô tham ma va răng a đê sa di i đam bi bua thê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc chê na su va thi hô tu khi năng pu ra năng na văn na thì sam pha văn vi ra ta chi yết ta và thế kê pha vát min tệ khi na pi cha a vi run hi chẳng đa ni yết băng trình thị ra giá tha văn pa di po y đàm bi sẵn khê ra ta năng pa ni tăng ê tê na sắc su va thi hô tu gia ni tha phụ ta ni sam ma ga ta ni phụng ma ni va gia ni va an ta li khê ta tha ga tăng đề và manu sa bu chi tăng bu đa hăng na ma sa ma su va thi hô tu gia ni tha phụ ta ni sam ma ga ta ni phụm ma ni va gia ni va an ta li khê ta tha ga tăng đề và manu sa bu chi tăng đa hăm măng na ma sa ma su va thi hô tu gia ni tha phụ ta ni sam ma ga ta ni phụm ma ni va ya ni va an ta li khe ta tha ga tam đê và manu sa bu chi tăng sang ga hăng na ma sa ma su va thi hô tu ni nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Con vừa đọc xong bài kinh Ratana Sutta, xin mời người kể cô tự nhiên để chân thành tri ân chư vị đã lắng tới nghe. Dạ, sa thú, sa thú. Kính chân đại đức Liên Thanh, kính lễ thượng tọa Giác Đẳng. Và bây giờ con xin đọc bài kinh Ratana Sutta. Banita na to ba ta ya ta ta ga ta ta da sa ba ra mi yo da sa u ba ba ra mi yo da sa ba ra ma ta ba ra mi yo
Mạnh cha ma ha ba ri cha ri ti so cha ri ya ba ki ma pa we ga pa wa kan tinh cha tinh. Tích sơ chá rí dạ bà tí ma phá huệ gá phá phá hóa cảnh tình chá tình áp hí niếp ká ma năng bát thà na chá rí dạng. Bồ thí bàn lành kề mà ra quý chá dạng xa bành như tành nhà nát bát tí huệ thằng nát quá lộ cút. Ta ra thầm mê tí sáp bê bí mê bút theo hô nề à hóa chí tòa huệ xa rí dạ. Thì su ba ca ran ta re su ti ya ma ra tình ba re tăng ca ron tô. A ya sma a nan da thê tô vi a ca ru nha chi tăng u pa tha bê tòa. Cô ti sa ta sa hát se su cha ca hoa lê su đề qua ta ya sa năng. Ba ti găng hành ti dành cha huê sa li yam bu re ru ga man nô sa đô phê ca sam phu. Tàn ti vi sa. Tì vi thăng pha yang khi pa man ta ra tha bê si pa tri tan tam pa na ma he. Ya ni tha bhu ta ni sa ma ga ta ni pa ma ni wa ya ni wa an ta li kê sa bê wa bhu ta su ma na pa wan tu a thu bi sa kan cha su nan tu pa si tang. Tasma hi phu ta ni sa me ta sap be me tang ka ro ta ma ni si ya ba cha ya di wa cha ra to cha ha ran ti ye ba ling tasma hi ne ra ka pa ma ta yang kinh chi vui tang i ta wa u rang wa sang ge su wa yang ra ta nang ba ni tang nan no sa mang a ti ta tha ga te na i dam vi put te ra ta nặng ba ni tăng hệ tê na sa chê na su hoa thi hô tu ca dân huy ra găng a ma tăng ba ni tăng ya đa cha gà sắc ya mô ni sa ma hi tô na tê na tham mê na sa ma ti kinh chi y đam vi tham mê ra ta nặng ba ni tăng hệ tê na sa chê na su hoa thi hô tu dâm bu ta sát thô ba ri hoàn na di su chinh samma thi ma nan ta ri cảnh ma u samma thi na te na sa mô na quê cha ti e đam vi tham mê ra ta nang ba ni tăng hệ te na sa che na su wa ti hô tu ye bu ca la a tha sa tăng ba sa tha cha ta ri e ta ni du ga ni hon ti te đa khi này ya su ga ta sa sa wa ca ê tê su đình nan ni ma ha pa la di đàm bi sang khê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su hoa ti hô tu dê sấp ba yu ta ma na sa ta na hê na ni ca mi nô vô ta ma sa sa nam hi tê ba ti ba ta a ma tăng vi gây ha la tha mu tha ni pu tình bồn cha ma na i đàm bi sang khê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su wa ti hô tu ya thân đa kỳ lô ba tha quỳn si tô si ya chất tô phi hoa tê phi a sam ba cầm bi yô ta tô ba măng sắp bu ri sang vô đà mi yô a ri ya sa chà ni a quê sa ba chất tí đa sang kê ra ta năng ba ni tăng ê tê na sa chê na su wa ti hô tu ye a ri ya sa chà ni vui phá vô gian ti gầm phi ra bành nhẹ na su đề si ta ni kinh cha bi tề hồn ti bút sa pa mát ta na tề pa quang ngã ta ma ma di dành ti y đam bi sẵn sẵn khê ra ta năng ba ni tăng ê tề na sa chê na su hoa thi hô tu sa hà hoa ta đa sa na sam bất đa giá ta giá su tham ma chay ta pa hoàn ti sa ca giá đê ti vi chi kê chi tăng cha si la pa tăng và bi ya da ti kinh chi cha tu ha ba ye hi cha vi pa mu tu cha cha pi ta na ni a pa bo ca tung i đam bi sẵn khê ra ta năng ba ni tăng hệ tề na sa chê na su wa ti hô tu kinh cha bi so cam măng ca ro ti ba ba căng ca ye na wa cha du đa chê ta sa wa a pa bo so ta sa ba tê cha da ya a pa pa ta đế tha bát ra sa vu ta ít âm bi sẵn khê ra ta năng ba ni tăng
Ete na sa che na su wa ti hu tu wa na pa gom be ya tha pu chi tat ge gim ha. Nam ma be sa tam ma nhìn gim he ba mù. Ta thù ba măng tham ma wa răng a de sa yi ni ba na ga minh. Ba ra măng li ta ya i đam bi pu thê ra ta năng ba ni tăng. Ete na sa che na su wa ti hu tu wa ro wa ra nhô wa ra đô. Qua ra đồ, qua ra ha rô, anh nuốt ta rô, thầm mà qua răng, anh đề sơ yi đàm bi phút thề. Ra ta năng ba ni tăng, ê tê na sa chê na su hoa thi hô tu khi năng. Vô ra năng na quăng na thi xăm vô quăng ra ta chít ta giá thi kê vô quá xin. Tê khi na bi cha a huy rôn thi chan đa ni ban thi thi ra giá tha dầm bất đi bô. I đam bi sẵn khê ra ta năng ba ni tăng hệ tê na sa chê na su hoa thi hô tu gia ni. Tha vô ta ni sa ma ga ta ni phom ma ni hoa gia ni hoa an ta lý khê ta tha ga tăng. Đề quạt ma nô sa bồ chi tăng phu thăng nam ma sa ma su hoa thi hô tu gia ni tha vô ta. Ni sa ma ga ta ni phom ma ni hoa gia ni hoa an ta lý khê ta tha ga tăng. Đề qua mạng nô sắp bố chí tăng thảm măng nằm mạ sa mạ su hoa thi hô tu gia ni. Tha phụ ta ni sa mạ gà ta ni phùm mạ ni hoa gia ni hoa an ta lê khê. Ta tha gà tăng đề qua mạng nô sắp bố chí tăng sẵn khăn nằm mạ sa mạ su hoa thi hô tu. Dạ con đã đọc bài ra tán ạ. Sức cao vừa xong. Dạ con kính dùng mình đến người khác ạ. Xin kính điện ra về tự tri. Xin nghe thông và sư cô tự diệt. Bên chi thông đức và chư quý Phật tử, có lẽ chúng tôi xin được dành cho nhiều câu lại để nói thêm một vài cái ý nghĩa khi mà tụng kinh cầu an. Ở trong kinh Pali đó, chị thường nói rằng chư thiên mà đến với Đức Phật thì là đến với cõi nhân gian, thường là đến vào thời khắc ban đêm. Khi mà nói điều này chị nghe nó cũng hơi kỳ, không phải là vì giờ ban đêm là giờ linh thiêng. Nhưng mà theo ở trong kinh, kinh Tề Túc thì nói rằng con người của chúng ta đó, vào lúc ban ngày mà đông đảo rộn rịp thì chúng ta có cái mùi, một cái mùi trong thân của chúng ta và những sinh hoạt đó, nó không có thích hợp cho hàng chư thiên đó. Thật ra một lý do mà chư thiên hay đến với Đức Phật, hay đến với các vị thánh nhân, hay là đến với cõi người đó, là đến vào ban đêm hơn là ban ngày. Chứ tôi nghĩ rằng nói điều này ra thì quý Phật tử cũng hơi nghe nó không có vui. Tại sao mà chư thiên là kỳ thị của người chúng ta như vậy? Nhưng mà chúng ta nên biết là có nhiều khi mình với mình thì không thấy gì, nhưng mà đối với chư thiên thì hơi dị ứng cái này chút xíu. Và vì vậy ở tại các quốc gia Phật giáo thì quý vị thường là tụng kinh hay tụng ban đêm. Dạ, tụng ban đêm mà tụng cầu an. Chúng tôi nhớ rằng ở bên Thái Lan, bên Miến Điện ấy, có một cái lễ, và có lễ là tụng kinh sáng, tụng là 4 giờ sáng, và 4 giờ sáng, tối thì tụng khoảng 8, 9 giờ, và những ngày quan phá, tức những ngày Ubosatha thì tụng vào ban đêm. Vì vậy, tại các quốc gia Phật giáo thường là những cái phước sự, hồi hướng chư thiên hay là tụng kinh Paretta cầu an thì tụng ban đêm. Và nếu vị nào mà ở gần các ngôi chùa Tích Lan á, và ngôi chùa Tích Lan thì trong mùa Phật đản thì các vị có một cái
có một cái chương trình tụng kinh mà không phải tụng ban ngày mà tụng ban đêm chứ, tụng suốt ban đêm. Và khi các vị tụng thì các vị trang trí chánh điện cũng tương đối hơi đặc biệt, là ở trên cái chánh điện của Phật thì lại có một cái một cái chúng ta tạm gọi là một cái nơi đặc biệt để tụng kinh và đích tá để hồi hướng chư thiên. Và nơi này thường được dâng bằng những cái tấm vải trắng được cắt rất là đẹp, được trang trí rất là đẹp. Và ở trong đó là thường là năm vị tăng trở lên, năm vị tăng là đủ tăng đó. Thì các vị ngồi tụng Baritta tụng cả đêm. Hồi chúng tôi mới sang Mỹ mà đến chùa Tích Lan cũng hơi ngạc nhiên. Thứ nhất là các vị hay tụng kinh Baritta ban đêm, rồi lại có một cái trang trí ở trong chánh điện có một cái khu vực đặc biệt để tụng kinh riêng như vậy. Nhưng mà sau này thì được nghe các vị giải thích thì chúng tôi mới thấy rằng đây nó cũng được phát xuất từ trong kinh mà ra. Mà do vậy đối với cái phần đất nào của địa cầu mà một phần đó là thuộc về ban đêm á, mà loài người yên ả ít có đi tới đi lui, ít có sinh hoạt, thì chư thiên lại thường xuất hiện. Đó là câu chuyện ở trong kinh. Bây giờ thì trước vì chúng tôi cũng muốn trở lại với cái đại dịch của mùa Thánh Đản. Có một vài nơi mà họ đang tổ chức lễ Thánh Đản online. Chúng tôi cho quý vị một cái link này. Nếu quý vị muốn vào đó thì quý Phật tử cũng có thể vào đây. Chương trình này là một cái chương trình tương đối cũng rất là tốt. Chỉ tiếc là chương trình này hầu hết là nói tiếng Tích Lan, không nói tiếng Anh. Nhưng vào thì quý vị có thể vào cái link đó. Thì thưa quý vị, chương trình này được tổ chức lễ Phật Đản bởi một cái hình thức rất là tương đối rất là đặc biệt, là tổ chức vào ngày 17 tháng 5 từ 7 giờ 30 sáng đến 6 giờ 30 chiều, và được chứng minh bởi một vị tăng trưởng ở bên Tích Lan, và tăng trưởng Tích Lan, và có một vị cao tăng từ Dallas, và tất cả mọi vị đều sinh hoạt online hết. Từ bên Tích Lan cũng vào tham dự online, và từ Dallas cũng online, và cái vị sư là ngài Sumangala ở tại chùa cũng sinh hoạt online. Đây là cái buổi lễ Phật Đản đầu tiên mà chúng tôi được biết có tổ chức online hẳn hồi, họ có cái chương trình. Thì thứ nhất là các vị này sử dụng một cái chương trình mà của Cisco, chương trình của Cisco. Quý vị quan nghĩ chúng tôi hồi trước kia cái chương trình này tốn tiền, nhưng mà bây giờ thì họ cho free cho quý vị. Chúng ta chỉ vào đó chúng ta tham dự, mình ghi danh bằng cách là mình cho một cái email. Và Cisco là một công ty của Mỹ tương đối là tốt và tương tốt, và có thể tham dự cả hàng trăm người vào cũng được. Ở đây thì nó khác với những chương trình tu học khác của chúng ta như ở trên Photoshop. Ở Photoshop thì chúng ta sẽ nhìn thấy mặt nhau cũng được, nhưng mà nó một loạt đồng xuất hiện và ai nói chuyện thì cũng hiện ra một cái chương trình cũng rất là đặc biệt. Chỉ chúng tôi này là hiện nay thì chúng ta vẫn chưa có một cái chương trình lễ Phật Đản nào như vậy, nhưng mà chắc chắn trong tương lai đó, khi một cái điều kiện về bệnh dịch chi phối toàn bộ và chúng ta bắt buộc phải tham dự lễ từ ở nhà online đó, thì những chương trình như vậy cho chúng ta nhiều cái kinh nghiệm rất là tốt, và rất là tốt để chúng ta cùng tham dự lễ Phật Đản. Thì mình chỉ cần cho một cái email và người ta sẽ trong cái chương trình gửi cho chúng ta cái chương trình và gửi cho chúng ta cái link. Chúng ta vào cái link đó là chúng ta sẽ đi vào để tham dự được. Thì quý vị cũng sẽ nhìn thấy mặt chư tăng, rồi mọi người cùng nhau lễ Phật. Chỉ có cái là không có tay tăng ở online được. Tức là ở đâu thì chỉ nghe Pháp, chỉ nghe tụng kinh thôi, chứ không có
pháp hiệu công đức cũng có đó, nhưng mà rồi không có trai tăng. Và tham dự lễ kiểu này chắc lâu ngày chưa tăng sẽ đói. Nhưng mà cũng được, nên nó cũng có cái hay là chúng ta có thể theo dõi được cái buổi lễ từ từ đầu cho đến cuối qua online. Thì chúng tôi thật với Phật tử là lâu nay chúng tôi chỉ có tổ chức lớp học Phật pháp buổi sáng hôm 20 năm rồi ở trên Phật học, và chúng tôi chưa có tổ chức một lớp Phật pháp qua một cái chương trình như là Zoom hay là Google Chat, hoặc giả là cái Cisco Web, WebEx như vậy. Nhưng mà cũng có thể rồi, một kỳ nào đó chúng ta cũng phải bắt chước, phải làm như vậy. Và nếu mà làm việc lâu về dài đó thì mỗi tháng chúng ta phải trả tiền. Hiện nay thì ở đây cái Cisco WebEx thì họ chỉ có lấy 14 đồng một tháng. Và với 14 đồng một tháng thì cái số người sẽ không có giới hạn. Nhưng mà những người tham dự càng đông thì nó càng lại có đề. Dù sao thì mình nói rằng sống thích nghi, thời nào chúng ta thích nghi theo thời đó. Và chúng ta cũng mong rằng sau 2 năm mà quen thuộc với điều này thì chúng ta lại có được một số cái kinh nghiệm sinh hoạt online. Thì từ đó quý Phật tử từ xa có thể tham dự những chương trình. Thật ra thì trước đây trong lớp Phật Pháp của Gautama, chúng tôi có nhiều lần tổ chức Tết hay là lễ Phật đản vân vân mà không có gặp mặt với nhau, chỉ là online thôi, thấy cũng được. Và thấy cũng được. Tuy nhiên nói về Phật Pháp thì có một số Phật tử không có quen làm cái nick Phật Pháp và không có quen đi vào, cũng hơi khó. Còn trong khi những cái web expedition này chúng ta đi vào rất là nhanh và rất là dễ dàng để chỉ với nhau. Thì dù sao thưa quý vị, chúng tôi nhắc lại là từ tiểu bang này sang tiểu bang khác, từ thành phố này sang thành phố khác có những cái sai biệt về luật lệ, về cái thời gian cách ly, giãn cách xã hội, cũng như là cái luật về khẩu trang chẳng hạn. Như hôm nay ở tại Houston, ở tại Harris County, tất cả mọi người ra đường phải mang khẩu trang, nếu không thì sẽ bị phạt nặng. Chúng ta nên nhớ điều này. Và ở mỗi nơi thì mỗi khác, phải lơi nọc cũng giống nhau. Mong rằng chúng ta sẽ cố gắng để gìn bảo vệ chính mình, tuân thủ tốt luật lệ. Và cầu mong tất cả quý Phật tử, chư tôn đức vua, tôn tử sẽ vượt qua những cái khó khăn của thời đại dịch. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay ở tại đây. Nam mô Bổn Thầy. Yani taputani samagatani pummani vayani va antaleke sabbe vaputa sumana pavantu ako visakacchang sunantu pasitang tatmahi putani sametha sambe metang karo tamano ya bacaya diwacarato caranti ye paling tat mahine rakata pamata yang kin jiwitang vita wa urang wa sangge suwa yang ratapani tang nano tatita ha gate naiyang vibhute ratanang bani tang kete na sacce na suwati hotu kayang viragang amatang bani tang yadacaga sang yamune samahito nate thamme na samati kinchi dang vi thamme ratanang bani tang ete na sacce na suwati hotu yang buota setho bariwan na jisu chin sama ti manan tarikanya ma usamati na te na samo na we jati dang vi thamme ratanang bani tang e te na sacce na suvati ho tu ye bung gala atasatang basatha chattari e ta ni yoga ni hon ti te da ti nai ya sugata sasavaka e te sudinna ni mahapala ni dang bisangke ratanang bani tang e te na sam
chê na sô va ye sum ba yo ta ma na sa dan he na ni ca mi no go ta ma sa sa năng hi tê ba ti ba ta am a tăng vi hay ya la ta mu ta ni bu tinh buôn cha ma na i đăng vi sang kê ra ta năng ba ni tăng hê tê na sa ye na sô va thi ho tu ya tinh đa khi lô ba ta vinh si tô si ya cha tô phi ba tê phi a sam ba cam bi yo ta thu ba mang so bu ri yang wa da mi yo a ri ya sa cha ni a we cha ba sa ti đăng mi sang khe ra ta năng ba ni tăng hê tê na sa khe na su wa thi ho tu ye a ri ya sa cha ni vi pha hòa danh thì gặp phi gặp bánh nhê nà su đê si ta ni kinh cha bị tê hôn thì phù sa bà ma ta nà tê phá văn a tha ma ma đi dân thì đăng bị sang kê ra ta năng bà ni tăng hê tê na sa chê na su a thì hô ta ha wa sa đa sa na sam bà đa ya ta ya su tham ma cha hi ta phá văn thì sa ca ya đi ti vi chi ki tăng cha si la pa tăng qua bi ya da ti kinh chi cha tu ha pa ye hi cha vi pa mu to cha cha vi ta na ni a pa bo ca tung hi đam vi sang ke ra ta năng pa ni tăng hi te na sa ye na su wa ti ho tu kinh cha bi so cam mang ca ro ti ba ba căn ca ye na wa cha yu ta che ta sa wa a pa bo so ta sa ba ti cha na ya a pa ba ta di sa ba sa sa wo ta i đăng vi sang kê ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu wa na pa gum be ya ta pu si tăng ge gim ha na ma se pa tam ma ning gim he ta thu ba mang tham ba wa rang a de sa di ni ba na ga minh ba ra mang hi ta ya i đăng ni pu te ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu wa ro wa ran yo wa ra do wa ra ha ro a no ta ro tham ba wa rang a de sa di đăng ni pu te ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu khi năng bu ra năng na quan na ti sam pa quan vi ra ta chit ta ya ti ke pa quat min te ki na bi cha vi ru na chan da ni pan ta thi ra ya tha yam ba di bo i đăng vi sang khe ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu ya ni ta bu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li kê ta tha ga tăng đê wa ma nu sa bu chi tăng bu tăng na ma sa ma su wa ti ho tu ya ni ta bu ta ni sa ma ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta li kê ta tha ga tăng đê wa ma nu sa bu chi tăng tham mang na ma sa ma su wa ti ho tu ya ni ta